Chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn tiếp ba clip mang phong cách da nghe rất là mùi mẫn ha, mà các bạn có thể ứng dụng vô nhiều cái bài hát hơi buồn bã một tí nhưng mà các bạn nghe nó rất là đặc biệt ha. Thì với ba clip này chúng ta đánh rất là đơn giản, nó chỉ là nốt móc đơn thôi các bạn. Thì với nốt móc đơn thì các bạn là coi như một nhịp là các bạn đánh hai nốt, tiết tấu nó chậm. Nếu bạn đánh chậm và muốn đánh nhanh hơn thì gia tăng tempo lên thôi, không có gì quá khó khăn cả. Thì câu lead đầu tiên mình hướng dẫn các bạn nó thuộc về cái âm dây là la thứ bảy các bạn. La thứ bảy là như thế nào, nếu bấm theo kiểu bình thường thì nó như thế này cũng được các bạn ha. Thì cái câu này chúng ta đánh nó như sau. Kết thúc ngay chỗ son trưởng 7. Đánh lại nha các bạn. Đó, thì hoàn toàn là các bạn thấy là nốt móc đơn rất là chậm. Các bạn nhớ đánh đúng nhịp, mình nhịp chân chậm ha. Thì có tab hiển thị trên màn hình, các bạn có thể truy cập và download về để mình xem chi tiết cũng được nha. Cái câu này thực ra các bạn có một vài câu các bạn đánh antinomic cũng được, đánh lên xuống cũng được, hoặc là chúng ta đánh có quét dây một tí. Ví dụ chúng ta có 3000 thì bạn đánh lên, hoặc là bạn đánh antinomic tay phải cũng được. Rồi ok, tới cái câu thứ hai thì nó thuộc cái âm dài là mi thứ 7 nhưng mà dáng bậc 5 ha, E minor 7 flat 5. Chúng ta bấm như này. Cái kiểu này thì bạn hay tập thì bạn hay biết đến cái là C thứ 7 dáng bậc 5 thì trong cái đây đúng không? Thì đây là ngang 7 đây. Thì đánh trên này. Và câu này nó như sau. Đánh chậm lên nha bạn. Nhanh hơn tí nha. Đó, cũng rất đơn giản, các bạn cứ tập dần dần theo cái câu này thì bạn thấy là một cái màu sắc rất là mới mẻ cho cái câu nhạc của bạn ha. Rồi tiếp theo đó là cái phần này nó hơi khó một tí, nó liên quan tới melody chord, tức là chúng ta rải hợp âm mà tạo ra giai điệu luôn á. Các bạn thấy ra đánh kiểu rất nhiều nhưng câu này cũng khá đơn giản, mình sẽ đánh trước để các bạn nghe thử ha. Thì cái câu này nó thuộc cái âm dài là mi thứ bảy, xin lỗi các bạn, son thứ bảy, và kết thúc của nó là pha trưởng 7. Pha trưởng 7 thì pha trưởng 7 cũng các bạn có thể bấm được trên ngang cao đấy. Tương tự ha. Thì đầu tiên chúng ta bắt đầu như sau, các bạn xem tab nha, cũng nốt móc đơn luôn. Kết thúc ở F major 7. Thì hy vọng là với ba câu này các bạn có thể khám phá thêm một vài cái khả năng của bản thân nữa, cũng không quá khó ha. Thì hãy ủng hộ mình cho những clip tiếp theo. Xin chào.